Dạ vâng, em Nguyễn Xuân Thành xin kính chào thầy Nguyễn Công Thái, kính chào quý thầy cô chuyên gia, kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn có mặt trong Zoom sáng ngày hôm nay. Cảm ơn đời, mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Và ngày mới yêu thương đã đến rồi. Và Thành biết ơn rất là nhiều quý cô bác, anh chị và các bạn đã chăm chỉ tập luyện khơi thông dòng năng lượng sống, bài tập của cô Ngân Lê. Xin nha, gửi đến cô Ngân Lê những trái tim màu xanh, những lời biết ơn đến cô, biết ơn cả nhà của mình rất là nhiều. Và bây giờ xin Thành xin mời tất cả cả nhà chúng ta hãy vào bàn học quen thuộc, vào trước màn hình của mình hiện hữu, và chúng ta chuẩn bị cho mình cuốn sổ 30 ngày hành trình kiến tạo kim cương, một cuốn sổ tay, một cây bút xinh xinh của mình, và đặc biệt là một ly nước cho một hành trình của chúng ta học trong ngày hôm nay, với các cái phần rất đỗi quen thuộc mà mỗi lần đi Zoom sáng, mỗi lần vào 4:25 vào Zoom ai cũng mong muốn, được không ạ? Xuân Thành đã thấy quý cô bác, anh chị và các bạn đã chuẩn bị cho phần học tiếp theo rồi, rất là tuyệt vời. Và như chúng ta đã được học từ Nguyễn Công Thái, hãy trọn vẹn và hoàn tất trong mỗi phút giây. Chính vì vậy nếu được ngồi trước màn hình rồi, chúng ta hãy bật cam lên, chúng ta hiện hữu để chúng ta đến với phần tiếp theo. Và rất đỗi quen thuộc, để có một ngày mới thật sự hạnh phúc, thịnh vượng, bình an, thì tuyên bố cho một năm rực rỡ luôn hiện hữu. Và bây giờ xin Thành xin nha, kính mời cả nhà chúng ta cùng đọc lật ra trang 26 trong cuốn sổ hành trình kiến tạo kim cương. Và bây giờ một phần chúng ta rất là mong đợi không thể thiếu trong hành trình 99 ngày thực hành lòng biết ơn trí tuệ. Em xin phép được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Công Thái, người sáng lập và chủ tịch của Startup Education. Em xin mời thầy. Cảm ơn anh Xuân Thành. Xin chào tất cả anh chị em trên Zoom buổi sáng. Bây giờ chúng ta có 145 anh em rồi. Hãy kết nối. Thầy thấy một số cái màn hình vẫn còn trống này. Anh chị em đâu hết rồi, đang nằm trên giường tập yoga vẫn còn nguyên hả? Một số cái màn hình trên đây lộm trộm chống người. Xin mời anh chị em hiện hữu trên Zoom để chúng ta tiếp tục thực hành. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đúng là một số người đang lồm cồm bước dậy. Ok, thầy rất là vui khi mà mỗi buổi sáng như thế này chúng ta ngồi với nhau hiện hữu. Bật camera rồi mình ngồi mình viết, rồi mình thực hành lòng biết ơn để mình quan sát chính mình. Các bạn quan sát chính mình như hôm qua thầy chia sẻ, thì trong cái thực hành lòng biết ơn này thì cái sản phẩm cuối cùng của cái hành trình của mình ha, cái sản phẩm cuối cùng của mình là cái gì ạ? Sản phẩm số 1, các bạn nhớ không? Sản phẩm số 1 là tập hợp cái danh sách những người mà trong cuộc đời của mình thực hành lòng biết ơn. Các bạn đặt mục tiêu là cái danh sách đó, trong suốt một hành trình mình thực hành lòng biết ơn, mình sưu tầm lại cái danh sách những người mà mình cần biết ơn đó, thì bao nhiêu người ạ? Cái danh sách tập hợp hết nha, từ cao nhân, thân nhân, ân nhân, yếu nhân, cái danh sách mà để mình thực hành lòng biết ơn là bao nhiêu người ạ? Cái sản phẩm số 1 là cái danh sách nha, danh sách thực hành lòng biết ơn. Bao nhiêu anh chị em comment cái mục tiêu con số đi, tức là những người mình sẽ kết nối biết ơn, kết nối để thực hành lòng biết ơn, thì bao nhiêu người? Thầy chưa thấy số, hình như là mọi người chưa làm danh sách hả? Cả nhà làm danh sách chưa ạ? 500 người, 500, có Tuyết 500, 500, 100, 200, 200. Các bạn thực hành, khi mà thực hành cái sản phẩm đầu tiên mà mình có là mình có một cái cuốn sổ để cái danh sách thực hành lòng biết ơn. Cái sản phẩm đầu tiên nha, cuốn sổ đó là kho báu của bạn đó. Cái cuốn sổ đó là những cái mối quan hệ tốt đẹp mà mình sẽ kết nối để mình xây dựng cái mối quan hệ trong cái hành trình của mình 99 ngày thực hành lòng biết ơn này. Thì cái danh sách đó bao gồm tất cả những cái mối quan hệ cũ, tất cả những người đã đi qua trong cuộc đời của mình, tập hợp lại nhé. Tất cả những người đã đi qua trong cuộc đời của mình thì mình trích lục, rồi mình truy hồi lại quá khứ những người mà mình đã từng gặp mà là cao nhân của mình, truy hồi lại những người mà là ân nhân của mình, truy hồi lại những người thân xa xưa của mình mà mình thân mình đã lỡ đánh mất rồi đó, mình truy lại đó. Thì mình đi theo cái quy trình chiều rộng và chiều sâu thì mình sẽ có cái danh sách rất là dài, đúng không? Giống như từ mình là mình truy ra anh em nè, họ hàng bên nội bên ngoại, những người thân mình lục hết lại, có những người lôi luôn cái gia phả ra nữa, đúng không? Tức là danh sách người thân rất là dài, và đặc biệt là những người mình đã mất kết nối mình sẽ kết nối lại để mình thực hành nhé. Và cái danh sách ân nhân cũng vậy, bao nhiêu người đã giúp cho mình từ một cái việc nhỏ nhất, từ giúp cho mình những lúc mình khát, từ một ly nước, đến những người mà giúp cho mình từ cái việc nhỏ trong hành trình mà lập nghiệp, khởi nghiệp của mình đã từng thất bại, mình đã từng khó khăn, hoặc một người đã từng chia sẻ mình cái điều gì đó mà mình cảm thấy rằng họ là ân nhân của mình, thì mình truy lại, được không ạ? Và những yếu nhân, những người mình đã từng giúp và những người mình cần giúp, mình liệt kê hết cái danh sách đó lại để mình kết nối. Và hãy trang hoàng cái danh sách đó các bạn, hãy trang hoàng cái danh sách đó, bởi vì nó sẽ trở thành kho báu. Mối quan hệ là tài sản, đúng không ạ? Mối quan hệ là tình thân, là tài sản mình sẽ kết nối lại. Đó là cái sản phẩm đầu tiên mà chúng ta cần phải có, các bạn cần phải có nhé. Và cái thứ hai là cái cuốn sổ nhật ký thực hành lòng biết ơn của mình. Một ngày mình thực hành, mình ghi vào trong đó thì mình trở thành một cuốn sổ. Thì các bạn sẽ làm một cuốn sổ, ở trong đó mình thực hành ai như thế nào mình ghi lại, và cuối ngày mình viết mình đúc kết cái gì thì các bạn sẽ ghi lại. Cuốn sổ thì nhiều cái mảnh ghép như vậy, đến hết 99 ngày mình sẽ có những cái ngày mình dành riêng cho mình, 1 ngày 2 ngày để mình hoàn thành cái dự án của cái cây biết ơn. Các bạn hoàn thành cái dự án của cái cây biết ơn, hoặc là tốt hơn nữa thì các bạn cùng với gia đình của mình làm cái cây biết ơn cũng được, đúng không ạ? Mình trong 99 ngày đó là mình chuẩn bị nguyên liệu, hoặc là những bạn đã có nguyên liệu sẵn rồi thì mình thiết kế một cái cây biết ơn rất là đẹp vào, và mình cứ làm từng ngày một, và tích tiểu thành đại. Tức là không ai trở nên giàu có ngay lập tức đó. Và thời gian vừa rồi các bạn phát triển đội nhóm, thời gian vừa rồi các bạn phát triển sự nghiệp của mình. Rồi trong suốt hành trình vừa rồi mình chưa tự do về thời gian được, mình chưa tự do về tài chính được, mình chưa có mối quan hệ tốt đẹp, mình chưa có sự nghiệp tốt, mình chưa có sức khỏe viên mãn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái gốc rễ nó nằm ở đây nè. Cái thực hành lòng biết ơn chưa đủ nè, cái tình yêu thương vô điều kiện chưa đủ nè, và tất cả những điều đó nó đến từ những sự kết nối các mối quan hệ hết. Nó là nguồn lực mà, nó là nguồn lực. Và thời gian vừa rồi mình chưa đạt, thì cái nguyên nhân mà thầy tìm ra đối với anh em khi mà chia sẻ hoặc là bán hàng, hoặc là xây dựng cái mối quan hệ, hoặc là mình kiến tạo cái sự nghiệp của mình á, và mình chưa có nhiều tiền, chưa có nhiều thu nhập á, là gần như là mình không có chăm sóc cái mối quan hệ đó. Và thực hành lòng biết ơn là cũng là cái cách mình vun bồi cái mối quan hệ để xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp. Và có những người trong cái hành trình của mình đến thời điểm này không dám gọi điện cho ai nữa. Có những người mất hết mối quan hệ, tức là tự họ là mất hết cái mối quan hệ của họ bằng cách này, bằng cách khác. Như vậy cái thực hành lòng biết ơn sẽ giúp cho chúng ta kết nối những mối quan hệ bằng cái sự chân thành, bằng cái lòng biết ơn, bằng cái tình yêu thương vô điều kiện, thì các bạn sẽ kết nối lại được. Đó, để cái sản phẩm số 2 của mình là gì ạ? Là cuốn sổ nhật ký thực hành lòng biết ơn nha. Đừng để dồn lại rồi đối phó với chính mình. Mỗi ngày hãy ghi lại. Các bạn thấy cô Kiều Bình đang ghi rất là chăm chỉ đúng không? Mỗi ngày hãy ghi lại, mỗi ngày một chút thì mình sẽ ra được cái sản phẩm đó. Và để làm mỗi ngày mà neo thì thầy có thực hành cái thói quen là thầy có cái vòng biết ơn đó các bạn. Thì có cái vòng biết ơn đó, thì bao nhiêu cái mục tiêu của mình, bao nhiêu cái điều mà mình mong muốn nhất, mình gửi gắm lên những cái viên đá này đó. Và mình nhớ tới thì mình có thể thấy có một số cô có những người không làm bằng cái vòng này, và họ có một cái vật kỷ niệm nào đó Ví dụ như một miếng ngọc bội này, đúng không? Một miếng ngọc bội hoặc là một viên sỏi nho nhỏ cũng được. Khi mình thực hành viết ra, mình cầm nó, mình neo cái cảm xúc, neo cảm xúc, và những lúc cần thiết thì mình cầm cái viên sỏi của lòng biết ơn hoặc là cái vòng biết ơn bạn đeo tay cũng được. Có những bạn có những vòng đeo tay thì mỗi lúc, bất kể lúc nào mình muốn nhớ tới thì mình chạm tới cái vòng của mình này để nó neo được cái cảm xúc của mình và mình nhớ tới những điều mình biết ơn. Còn những người cẩn thận hơn, trên chiếc vòng này bắt đầu từ cái điểm bắt đầu và họ đánh số từ số 1 đến số 10, đánh số từ số 1 đến hết, đánh số. Vậy số 1 là cái mục tiêu, cái mong muốn gì của họ. Đó. Rồi số 2 là cái mong muốn, cái mục tiêu và khát vọng gì họ. Tức là những cái mục tiêu của họ gắn trên những cái viên đá này để họ neo lại. Họ neo lại. Đó. Và họ rất là trân quý nó. Họ rất là trân quý nó. Thì đây cũng là một cái cách để các bạn tích hợp năng lượng. Các bạn có hiểu được cái ý này không ạ? Các bạn có tin cái điều này không ạ? Những viên đá như thế này nó là năng lượng. Hoặc là những cái viên đá thạch anh của thầy. Đó, 12 mặt. Viên đá 12 mặt. Hoặc là những cái viên đá của năng lượng. Đó, viên đá của năng lượng. Nó như vậy các bạn. Giống như là một cái vật quý của mình là những người bạn của thầy. Những người bạn của mình ở trên bàn lúc nào nó cũng có như thế. Và xung quanh của thầy có những nhiều cái món như thế này để mình thực hành lòng biết ơn, mình quý mến đó. Đúng không ạ? Vậy thì cái sản phẩm của bạn nhé, trong quá trình thực hành lòng biết ơn thì cần có một là cuốn sổ danh sách thực hành lòng biết ơn. Danh sách đó gồm người. Rồi, ở đằng sau đó các bạn có thể ghi thêm điều biết ơn, điều mình biết ơn. Người rồi nhé, thì mình sẽ ghi cái điều biết ơn, tập hợp những cái điều mình biết ơn trong cuộc sống của mình ghi lại. Rồi cuốn sổ nhật ký thực hành lòng biết ơn. Và thứ ba là cái cây hoàn thiện dự án, là cái cây biết ơn. Đó, và mình nhìn từ gốc trở lên, nhìn từ gốc trở lên. Và các bạn có thể xem nó như một cái dự án lớn trong cuộc đời của mình. Dự án lớn trong cuộc đời của mình. Và cái cây lòng biết ơn nó làm càng đẹp càng tốt. Và có thể rủ người thân mình cùng làm cái cây để thực hành lòng biết ơn. Được không các bạn? Và để neo mỗi ngày thì ai cũng có đồ trang sức hoặc những viên đá. Hãy làm cho mình những cái viên đá, những cái vòng để thực hành lòng biết ơn. Mỗi lần mình cầm thấy nó là một cách neo thôi. Như thầy neo như thế này. Hoặc là thầy neo tinh dầu, nó là một cách neo. Cách neo. Khi mà neo như vậy thì nó sẽ khuếch đại cảm xúc. Giống như hôm qua thầy chia sẻ. Nó sẽ khuếch đại cảm xúc. Đúng không ạ? Và mình sẽ cảm thấy mình hạnh phúc. Và ngay lúc này bạn cảm thấy mình hạnh phúc như thế nào? Bạn hãy comment rồi mình sẽ viết nhé. Tôi cảm thấy tôi thật hạnh phúc. Tôi cảm thấy tôi rất hạnh phúc. Tôi cảm thấy tôi hạnh phúc vì mỗi buổi sáng được thức dậy cùng với đội nhóm, cùng với anh em thực hành lòng biết ơn. Tôi cảm thấy. Đó. Và lập ra những cái danh sách điều biết ơn. Rồi ghi ra những người biết ơn. Mình ghi ra mỗi ngày một chút thôi. Mỗi ngày một chút thôi. Thì nó sẽ tích lũy để nó chữa lành bên trong. Và nó khơi thông những cái đoạn tắc trong lòng của mình. Đó. Bây giờ xin mời các bạn thực hành nhé. Các bạn hãy viết ra. Ok, xin mời. Và cái điều bạn cảm thấy điều gì muốn chia sẻ với mọi người khi thực hành thì hãy comment lên ạ. Hôm nay thầy xin mọi người comment nhé. Comment. Bạn cảm thấy cái điều gì rất tuyệt vời trong cái thực hành lòng biết ơn thì bạn hãy comment lên. Có những người rất là nhanh tay, nhanh chân. Cái điều mà em cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, rất bình an, rất tuyệt vời. Mai Trường tự tin yêu đời, đúng không? Mai Trường cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, rất bình an. Cảm ơn Mai Trường rất là nhiều. Và bây giờ thì em cảm thấy rất hạnh phúc, bình an. Hạnh phúc, bình an, đúng rồi. Ở ngoài kia bây giờ cuộc sống rất là sao động, đúng không? Nhưng mà mỗi ngày mình hãy cho mình ít thời gian trở về bên trong. Trở về bên trong để mình hạnh phúc, mình bình an. Đó, và cảm thấy rất hạnh phúc, rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Và cái điều bạn mong muốn nhất điều gì thì ngay lúc này bạn hãy viết nó ra. Bạn mong muốn nhất điều gì thì bạn viết nó ra, hoặc là sứ mệnh của bạn viết nó ra. Tại vì năng lượng của nguyên cái cộng đồng của mình trên Zoom đang ngồi với nhau 200 mấy chục người như thế này, cái mong muốn của nhau nó sẽ cộng hưởng năng lượng. Bạn hãy nói lên cái mong muốn của mình, viết nó ra. Tôi mong muốn điều gì, viết nó ra. Viết nó ra. Đúng là mong muốn cuộc sống bình an. Thầy mong muốn nhất điều gì? Thầy mong muốn tất cả những cái ngôi trường học dạy học bằng tình yêu thương và sống với nhau bằng cái lòng biết ơn vô điều kiện. Thầy mong muốn như vậy. Mong muốn như vậy để có những cái ngôi trường thành nhân là những ngôi trường hạnh phúc, những cái gia đình hạnh phúc, để gia đình để là nơi mà mọi người trở về và ngôi trường là nơi mà mọi người muốn đến. Thầy mong muốn như vậy. Mong muốn làm sao gia đình, mỗi gia đình là nơi để mọi người trở về, còn mỗi ngôi trường là nơi mà mỗi người muốn đến. Những em học sinh muốn đến trường, những thầy cô muốn đến trường để xây dựng cái câu chuyện của trí tuệ, của giá trị, của phụng sự. Nên là cái hành trình thực hành lòng biết ơn mình rất sâu ở cái chỗ này. 99 ngày thực hành lòng biết ơn trí tuệ, rồi mình thực hành lòng biết ơn về giá trị, mà mình thực hành lòng biết ơn về phụng sự, thì chắc chắn mỗi anh em của mình sẽ có những cái cuộc sống rất tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã thực hành cùng với thầy.